Dạ em mời anh chị chọn món ạ. Anh em món gì? Em thích gì em cứ chọn đi. Ngày nào bắt em phải ăn mì tôm thế này, không lo cho em cuộc sống đàng hoàng. Anh tệ quá, anh xin lỗi em nhé. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Bây giờ anh là sinh viên mới ra trường, chưa kiếm được việc làm ưng ý là chuyện bình thường. Với cả em cũng thích ăn mì tôm mà. Sau này nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để em không phải khổ nữa. Em tin là anh sẽ làm được. Mà đến lúc đấy là anh phải đưa em đi ăn thật là nhiều món ngon đấy nhá. Nhất định rồi, anh sẽ dẫn em đi ăn cả đời luôn. Anh sẽ mua cho em thật là nhiều váy đẹp. Anh sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em để em sống cuộc sống như bà hoàng ấy. Anh hứa rồi đấy nhá. Nhất định rồi, quân tử nhất ngôn. Nào, bắt tay. Vân ơi, anh đây. Anh Nam, anh gọi em cái gì mà gấp thế? Em đang làm việc mà. Anh trúng tuyển rồi, anh được tuyển vào công ty truyền thông của MC rồi này. Ui, thật à? Thật mà, đây, nhân sự họ gửi email rồi này, sao tối đi làm luôn. Yeah, chúc mừng anh nhá. Người yêu em giỏi thật đấy. Người yêu em mà lại. Được rồi, bây giờ người yêu em ngồi xuống đây để em lau mồ hôi cho nhá. Gấp, đi đường kiểu gì mà nhễ nhại mồ hôi thế này. Nhưng mà anh ạ, em thấy vẫn hơi lo. Có gì đâu mà phải lo hả em? Anh được vào làm công ty truyền thông lớn như vậy, môi trường, cơ hội tốt như vậy, anh sẽ thăng tiến nhanh thôi. Thế thì mới lo cho tương lai của hai đứa mình chứ. Mà anh sẽ cố gắng nhá, làm trưởng phòng, giám đốc marketing. Rồi sau này hai đứa mình sẽ không phải khổ nữa rồi. Vậy thì anh phải cố lên nhá. Em sẽ luôn là hậu phương vững chắc của anh. À, đây em có một ít tiền, anh cầm lấy hết đi. Em đưa tiền cho anh làm gì? Thì anh mới đi vào công ty, cũng phải mua sắm cái nọ cái kia chứ. Anh cứ cầm lấy tiền này đi, xong rồi thiếu cái gì thì anh mua nhá. Thôi anh không cầm đâu, em đã phải chịu khổ vì anh nhiều rồi. Cái này anh nhất định phải cầm, đây là em đầu tư cho anh, cũng như là đầu tư cho tương lai của chúng mình. Với cả em ở nhà cũng đâu cần đến tiền đâu, mà em làm bồi bàn đây cũng sắp được nhận lương rồi đấy, anh không phải lo đâu. Cảm ơn em, em đã hy sinh cho anh nhiều quá rồi, anh không biết làm nào để báo đáp em nữa. Em tự nguyện mà, với cả em cũng chỉ mong sau này chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau thôi. Chắc chắn là sẽ như vậy, nhá. Anh kìa, anh làm sao đấy? Vậy thì em gọi steak nhá. Em gọi đi. Em cho chị một salad và hai steak. Cảm ơn em. Dạ. Anh ơi, anh ngồi đây chờ em một chút nhé, em đi vệ sinh nhá. Ừ, em đi đi. Của anh chị hết 5 triệu ạ. Vâng. Trong thẻ này có 100 triệu. Em trả tiền bữa ăn, còn số còn lại coi như là anh bù đắp những gì anh đã nợ em được không? Anh Nam, tiền có mua được thanh xuân không anh? Anh không cần phải làm như vậy đâu. Em cũng đã nói với anh rồi, tất cả những chuyện em làm cho anh ấy đều là tự nguyện, xuất phát từ tình yêu em dành cho anh. Và em đã nghĩ là khi anh có tương lai tốt đẹp rồi thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, chứ đâu phải là như bây giờ đâu. Anh xin lỗi em, anh đã phụ em rồi. Nhưng mà thật sự tất cả những tình cảm trước giờ của anh đều là thật. Chỉ là khi bình yên rồi, người ta thường quên đi lời thề trước giông bão. Anh ơi, xong chưa? Anh cưới nữa. Anh xong rồi đây. Anh thanh toán chưa? Anh thanh toán xong rồi. Dạ, em xin phép đi thanh toán á. Vậy thì đi thôi, hôm nay mình có hẹn bên mua giấy mua nhà nữa. Đi.